em đón Trung thu có vui không nào? Trong thời gian vừa rồi thì chị Leo đã nhận được khá nhiều các bức thư cũng như là tin nhắn mà các em gửi về cho chị, chủ yếu là hỏi về vấn đề làm thế nào để học tập cho hiệu quả. Trong số các bức thư đó, chị ấn tượng nhất với một bức thư của bạn này. Bây giờ thì chị sẽ đọc bức thư này để cho các em cùng hiểu rõ hơn vấn đề của bạn nhé. Đây là bức thư của bạn Hồng Nhung từ thành phố Hải Phòng. Rồi, Hồng Nhung ơi, nếu như em đang xem video này thì hãy comment bên dưới chị biết nhé. Wow, bạn Hồng Nhung viết một bức thư rất là dài này các em. Đây, gửi chị Leo thân yêu. Em tên là Nhung, nhưng bạn bè hay gọi em là Elsa vì em cực thích Elsa chị ạ. Xin chào bạn Elsa nhá. Năm nay em lên lớp 6 rồi đó chị, nhưng kiến thức lớp 6 mới quá, làm em khó tiếp thu. Vậy chị Leo có thể chọn cho em những dụng cụ giúp em có hứng thú cũng như tăng hiệu quả học tập được không ạ? Yêu chị Elsa. Sau khi đọc xong bức thư của bạn Nhung thì chị Leo thấy là không chỉ có mỗi bạn Hồng Nhung đâu mà còn có rất là nhiều các bạn nhỏ khác cũng đều có mong muốn làm sao để học tập hiệu quả nhất. Chính vì vậy mà chị Leo đã quyết định chủ đề của bộ Leobox tháng 9, đó chính là trợ thủ đắc lực. Và các đồ trong bộ Leobox tháng 9 trợ thủ đắc lực này đều do chị Leo tự tay lựa chọn cũng như là tìm hiểu cách sử dụng sao cho hiệu quả nhất việc học tập và có một mức giá vô cùng hợp lý. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng thử xem là trong bộ Leobox tháng 9 này có những đồ dùng gì nha. Thủ đắc lực đầu tiên trong bộ Leobox tháng 9 đó chính là bộ bút nhớ Nhật Bản thân ghi. Bình thường nhắc đến bút nhớ thì các em sẽ thường có những cây bút nhớ đơn lẻ như thế này phải không nào? Tuy nhiên đây là một bộ bút nhớ rất là lợi hại luôn, được nhập khẩu từ Nhật Bản. Trong này thì sẽ có hai chiếc bút cộng với một số các dụng cụ khác nữa để giúp chúng ta có thể ghi nhớ kiến thức, từ vựng cũng như là các bài học ở trên lớp cực kỳ dễ dàng mà không cần phải học vẹt đâu. Bây giờ chị Leo sẽ hướng dẫn cách sử dụng để cho các em thấy bộ bút nhớ này lợi hại như thế nào nhé. Trong bộ bút này sẽ bao gồm một bút nhớ màu xanh, một bút nhớ màu trắng và một tấm nhựa màu đỏ. Ở đằng sau đều đã có hướng dẫn sử dụng rất chi tiết rồi đó các em. Cách sử dụng chiếc bút này như sau. Đầu tiên, chị sẽ dùng chiếc bút màu xanh để tô lên những từ vựng mà mình cần học thuộc. Sau đó, mình sẽ đặt tấm nhựa màu đỏ lên trên. Và thần kỳ chưa các em ơi, những từ mà chúng ta vừa tô xanh giờ không còn được nhìn thấy nữa. Việc này sẽ giúp chúng ta ghi nhớ những từ vựng này đó. Còn khi mình đã học thuộc từ nào rồi thì mình chỉ cần sử dụng chiếc bút màu trắng tô đè lên. Kỳ diệu chưa này, màu xanh đã biến mất. Và bây giờ khi đặt tấm nhựa đỏ lên thì từ này đã được nhìn thấy rồi. Vậy là chiếc bút trắng sẽ dùng để đánh dấu những từ mà chúng ta đã học thuộc đấy. Trợ thủ đắc lực thứ hai đó chính là cuốn sổ nhỏ xinh này đây. Tuy nhỏ thôi nhưng mà nó cực kỳ có võ đấy các em ạ. Đây chính là một cuốn sổ học từ vựng mà chị Leo vô cùng yêu thích, chị sử dụng từ lúc học tập cho đến tận bây giờ luôn. Nó được gọi là Vocabulary Notebook. Cuốn sổ này sẽ giúp cho chúng ta có thể ghi nhớ và mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh cực kỳ hiệu quả đấy. Cuốn sổ này lại còn vô cùng nhỏ gọn, sẽ giúp chúng ta dễ dàng đem đi khắp mọi nơi rất là tiện lợi luôn. Bây giờ chị Liêu sẽ minh họa để giúp các em hiểu rõ hơn nhé. Đằng sau cuốn sổ này đã có phần minh họa rất cụ thể để các em làm theo rồi đó. Bây giờ ví dụ chị Liêu cần ghi nhớ từ school. Vậy thì chị sẽ ghi nghĩa sang cột bên này và một câu ví dụ minh họa. Để học thuộc, mình sẽ lật cột bên trái để đoán xem từ này có nghĩa là gì, hoặc có thể lật cột bên phải để đoán xem từ nào có nghĩa như thế này. Còn ô vuông này sẽ đánh dấu là mình đã nhớ hay chưa nhớ từ vựng qua mỗi lần kiểm tra đấy. Trợ thủ đắc lực thứ 3. Lại là một cuốn sổ này đấy các em. Tuy nhiên cuốn sổ này có một chức năng hoàn toàn khác biệt. Đây chính là một cuốn sổ lập kế hoạch, Weekly Planner. Cuốn sổ này là một thứ không thể nào không có ở trong túi sách của chị Leo thời đi học đấy. Để sử dụng cuốn này thì đầu mỗi ngày hoặc là mỗi tuần chúng ta chỉ cần ghi ra những việc mà mình cần làm. Sau đó khi đã hoàn thành xong thì mình chỉ cần tích là đã xong rồi. Nhờ cuốn sổ này mà chúng ta sẽ không bị quên việc và lại có thêm động lực để hoàn thành cái to-do list của mình đấy. Ngoài ra chúng mình cũng có thể ghi vào đây thời khóa biểu hoặc là lịch học thêm hoặc là những môn có bài tập về nhà. Như vậy thì sẽ không bao giờ bị quên đâu. Các cuốn sổ kế hoạch ở đây đều có hình thù rất là dễ thương và có rất là nhiều các mẫu mã khác nhau đấy các em ạ. Trong cuốn sổ kế hoạch này đã ghi rõ đủ thứ ngày tháng cho chúng mình rồi. Chị sẽ khoanh tròn, tháng này là tháng 9 và đây là tuần thứ 3 của tháng 9. Hôm nay là ngày 20 tháng 9. Ở đây chị sẽ ghi ra những việc mình cần ghi nhớ làm trong ngày hôm nay. Sau khi đã hoàn thành xong thì mình sẽ đánh dấu tích như thế này nhé. Đắc lực thứ tư trong bộ Leobox tháng 9 đó chính là những cuộn băng dính trang trí washi tape này đây. Chị Leo nghĩ là những bạn mà đã yêu thích trang trí thì chắc chắn đã biết tới cuộn băng dính washi tape siêu đáng yêu, siêu dễ thương này rồi phải không nào? Nhờ những cuộn băng dính này thì sẽ giúp cho việc học của chúng ta trở nên thú vị và hiệu quả hơn đấy. Bây giờ chị Leo
Leo sẽ hướng dẫn cho các em một vài cách sử dụng cuộn washi tape này để giúp cho việc học hiệu quả hơn nhé. Cuộn băng dính washi tape này có thể dùng để làm viền trang trí cho những tờ giấy nốt như thế này của chúng mình đấy. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể cắt từng hình trong cuộn băng dính này để minh họa cho từng phần kiến thức đấy. Không chỉ là công thức nấu ăn mà các em có thể sử dụng cuộn băng dính trang trí washi tape này trong các phần kiến thức như toán học hay vật lý hay hóa học hoặc là tiếng Anh hoặc là rất nhiều các môn khác nữa đấy. Sau đó mình có thể dán lên tường hoặc là góc học tập thì phần kiến thức này sẽ rất là dễ ghi nhớ đấy. Các em biết không, một cách sử dụng khác của cuộn băng dính này là để minh họa cho những việc mình cần làm trong sổ kế hoạch đấy. Ví dụ như chị Leo cần ghi nhớ việc tưới cây hoặc là mua cây thì chị chỉ cần dán một hình cây rất là xinh xinh ở đây, vậy thì sẽ không thể nào quên được đúng không nào? Chưa hết đâu, cuộn băng dính này còn có thể sử dụng làm hình minh họa cho các từ vựng tiếng Anh cần ghi nhớ trong sổ từ vựng đấy. Có những hình dễ thương như thế này thì mình sẽ dễ ghi nhớ kiến thức hơn phải không nào? Đi kèm với hộp Leo Box tháng 9 trợ thủ đắc lực này, chị Leo sẽ dành tặng cho mỗi một em một huy hiệu độc quyền của Leo Leo Kids. Giống như là chị đang cài ở đây, huy hiệu này rất là dễ thương đúng không nào? Và đồng thời nó cũng khẳng định các em chính là một thành viên của đại gia đình Leo Leo Kids đó. Một hộp Leo Box tháng 9 trợ thủ đắc lực bao gồm có một bộ bút nhớ Nhật Bản thần kỳ, một cuốn sổ học từ vựng siêu nhỏ gọn, một cuốn sổ lập kế hoạch hàng tuần, hai băng dính trang trí washi tape và được tặng kèm thêm một huy hiệu độc quyền của Leo Leo Kids sẽ có giá là 129.000 chưa bao gồm tiền ship nha các em. Và để có thể đặt hàng bộ Leo Box tháng 9 thì các em hãy inbox nhắn tin tới fanpage của Leo Leo Kids mà chị đã để link ở dưới phần description, phần mô tả và dưới phần comment nữa. Các em hãy nhắn tin theo cú pháp là họ tên, số điện thoại cộng với địa chỉ. Và các em hãy nhớ đặt hàng thật là sớm nha, bởi vì bộ Leo Box tháng 9 của chị chỉ có giới hạn là 30 bộ thôi đó. Nào, nhanh tay đặt hàng nhé. Nhân dịp thời gian tháng 9 là lúc mà các em bắt đầu một năm học mới thì chị Leo muốn tổ chức một cuộc thi Leo Leo Contest. Và cuộc thi lần này sẽ có chủ đề đó là vẽ tranh về ngôi trường của các em. Thể lệ cuộc thi rất là đơn giản, các em chỉ cần vẽ một bức tranh về ngôi trường của mình cùng với một số dòng cảm nghĩ hoặc là mô tả về nơi đó. Sau đó gửi về cho chị Leo theo địa chỉ dưới đây, số 16 ngõ 84 Chùa Láng, Hà Nội. Sau đó chị Leo sẽ lựa chọn ra những bức tranh có nội dung ấn tượng, đặc sắc nhất để công bố trong video lần sau. Và tác phẩm các em sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi ở trên kênh Leo Leo Kids cho tất cả mọi người cùng xem đó. Vì vậy các em hãy nhanh chóng gửi tranh về cho chị nha. Còn bây giờ là đến chuyên mục đọc thư cùng fan. Trong tháng vừa rồi thì chị Leo đã nhận được một vài bức thư của các bạn gửi đến. Và bây giờ chị sẽ dành thời gian để đọc một số bức thư đó. Và các em lưu ý nhé, những bạn nào mà đã gửi thư về cho Leo Leo Kids thì chị Leo đều đã viết thư phản hồi và gửi lại cho các em rồi đấy. Vì vậy, nếu các em đã nhận được thư thì hãy comment bên dưới cho chị Leo biết nha. Đây, bây giờ chị sẽ đọc thư của bạn Nguyễn Thị Tú Lệ ở tỉnh Hà Nam. Wow, bạn Tú Lệ viết một bức thư cũng khá dài nè. Và đặc biệt là chữ của bạn rất là đẹp các em ạ. Em chào chị Leo, em tên là Chu Tú Ngọc, em 10 tuổi, em là một fan của chị Leo. Hôm nay em muốn viết bức thư này để tâm sự với chị về kỳ nghỉ hè của em. Kỳ nghỉ hè của em vui lắm chị ạ. Em được bố mẹ cho đi Hạ Long đấy. Sau đó em còn thấy rất nhiều những loài động vật lạ ở biển nữa. Đi biển xong em còn được lên Hà Nội chơi. Em còn được thử thách 100.000 trong hiệu sách nữa. Vui lắm chị ạ. Wow, thật là thích. Lúc nào học bài xong em đều xem video của Leo Leo Kids. Những video rất vui nhộn, mắc cười và em rất là thích. Bức thư của em đã dài rồi, em xin dừng bút ở đây. Mong chị sẽ ra thật nhiều video mới. Wow, trời ơi, thư của bạn Chu Tú Ngọc thật là dễ thương. Chắc chắn là chị Leo và mọi người trong Leo Leo Kids sẽ ra thật nhiều các video khác nữa. Hy vọng là bạn Ngọc cũng sẽ tiếp tục theo dõi kênh của Leo Leo Kids và chia sẻ nó với bạn bè nhé. Tiếp theo, chị Leo sẽ lựa chọn thêm một bức thư nữa mà chị cảm thấy là bức thư này rất là hay luôn và rất là dài. Đây là thư của bạn Trần Ngọc Bảo Châu đến từ Phan Thiết, Bình Thuận. Wow, trong thư này, trong phong bì này, ở bên trong có rất là nhiều các cái lá thư nhỏ ở bên trong. Bạn ấy còn có cả một danh sách gửi quà cho chị nữa đấy. Ngoài ra thì còn bạn ấy còn có một cái bức tranh và bạn ấy tô màu như thế này đây. Đây chính là một hình, một video của Leo Leo Kids phải không nào? Và bây giờ thì chị sẽ đọc bức thư của bạn Châu nhá. Thư gửi chị Leo, Phan Thiết, ngày 5 tháng 8 năm 2019. Em kính chào chị Leo, em tên là Trần Ngọc Bảo Châu. Năm nay em 12 tuổi, em đang học lớp 6. Vô hè thì em sẽ lên lớp 7. Em học ở trường trung học cơ sở Hà Huy Tập chị ạ. Wow, bạn nào cũng đang học ở trường trung học cơ sở Hà Huy Tập thì hãy comment nha.
và bạn Bảo Châu có chia sẻ với chị về mùa hè của bạn ấy. Mùa hè của em thì cũng không có gì đặc biệt đâu chị ạ, nhưng khá là giống với mùa hè của Thánh Học trong video đó chị. Suốt ngày là em phải tới những lớp học thêm, hết tiếng Anh, rồi toán, rồi lại đến văn. Tuy đi học rất mệt mỏi nhưng khi đi học thì được gặp bạn bè em lại cảm thấy rất là vui. Mà mẹ của em thì không có khó khăn như mẹ của Thánh Học trong video đâu chị Leo ơi. Mẹ em rất là thoải mái, học thì phải có chơi chứ đúng không? Đúng rồi em ạ. Nên những khi rảnh rỗi em được mẹ cho đi chơi chung với các bạn gần nhà. Vậy là bạn Trần Ngọc Bảo Châu đã chia sẻ với chị về mùa hè của bạn ấy đấy. Ngoài ra thư còn rất là dài, bạn Châu viết rất là dài luôn. Phần sau thì bạn Châu có đặt một số câu hỏi dành cho chị. Tuy nhiên những câu hỏi đó thì chị Yêu đã trả lời ở trong phần livestream rồi. Bạn nào mà vẫn còn tò mò và chưa xem thì em hãy xem video livestream chị Yêu đặt ở đây nhé. Chị Leo rất là thích đọc các bức thư của các em đấy, các bức thư rất là dễ thương luôn. Vì vậy các em hãy tiếp tục gửi thư về cho chị nha. Chị Leo chúc các em sẽ có thời gian học tập thật hiệu quả khi bắt đầu năm học mới, đặc biệt là hiệu quả hơn với bộ Leo Box tháng 9 trợ thủ đắc lực của Leo Leo Kids nhé. Và đừng quên hãy gửi bức tranh về ngôi trường của mình về cho chị Leo và hãy đặt hàng bộ Leo Box tháng 9 ngay nha. Còn bây giờ chị Leo xin chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong những video lần sau. Bye bye. Đừng quên đăng ký kênh Leo Leo để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha!